Hôm nay mình tiếp tục với combo săn bounty trong lock root, và mình sẽ sử dụng Goro làm phụ trợ. Cây vũ khí Midnight và God Human sẽ là đam chủ lực, và chắc chắn rằng điểm ta mình sẽ nâng vào melee, defense và điểm kiếm. Ok, nhảy vào và combo luôn. Thì bắt đầu với combo thì mình sẽ bắt bằng chiêu X và chiêu C và chiêu V, và kết hợp với chiêu F để mình tele lại tiếp cận mục tiêu nha. Rồi các bạn chọn cái Midnight ra, rồi các bạn bật lên, rồi các bạn lướt thẳng tới luôn, rồi sử dụng God Human lao tới C và bắt đầu các bạn X phát nữa. Vậy là xong. Nhớ nha, khi mà cái cây Midnight này trúng chiêu Z rồi thì các bạn bật tọc liền luôn và các bạn bấm chiêu X liền luôn. Còn mà nếu mà các bạn không bấm chiêu X liền của cây Midnight này sẽ như thế này. Nó hụt là giống như thế này nè các bạn. Đó. Mình tưởng đâu nó đi đường thẳng nhưng mà nó lại trịch qua một bên. Nên á, lý do á là tại sao mình chém liền là khi mình lại á, mình chọi trúng nha, nó chém chưa hết thì mình bấm X liền để cho nó đẩy ra luôn. Như vậy á thì mình mới kết thúc combo được, chứ không là nó sẽ bị lệch ra nha. Và chắc chắn rằng khi mà các bạn đã trúng mục tiêu chiêu Z thì các bạn phải bật tộc Cyborg ra. Tại vì tộc Cyborg mà nó không ra được đó thì mục tiêu sẽ sử dụng Ken để họ né tiếp những cái chiêu tiếp theo, thì mình sẽ không phát động được Z cũng như phát động được những chiêu tiếp theo. Đây là các bạn cẩn thận điều đó. Và combo này các bạn cũng có thể chơi theo một cái cách khác là như này. Thay vì các bạn đánh chiêu vũ khí trước thì mình sẽ đánh chiêu God Human trước. Đó. Đó, nó là như vậy. Thay vì mình chơi vũ khí thì mình chuyển sang God Human mình chà trước cũng được. Thì tùy mỗi bạn thôi, các bạn sẽ biến tấu nó như thế nào cho tốt nhất. Rồi, vậy là combo mình đã có thể học và lãnh hội xong rồi. Thì bây giờ đi ngộ đạo bằng cách là săn bounty, xem là combo này hoạt động ra sao. Mới vào trận có thấy có điểm ta bọc đường này, có đi ra liền chứ. Ngu dại gì luồn đường kia nữa, chú chết thì chi đây nè, nhíu đây nè, chết liền. Ủi một phát, một God Human cuối cùng cũng hụt phát đó, nhưng mà hên. Chiêu C nó cứu cánh lại, chứ mấy cũng toan rồi. Còn ông thần này định làm gì trời ơi. Đã được chung trộn, ơi, trời ơi, còn tí bị dụ rồi. Mém xíu nữa là nhíu. Không sao, ta rượt theo nè. Chú C của hình mình hồi rồi. Hết chạy, ca này khó cứu. Sao mà thoát được. Bạn này đâu phải là chạy bô thồ chuyên nghiệp đâu. Bô thồ chuyên nghiệp chạy kinh lắm. Nữa hả? Vô, rồi xong. Toàn này nè. Chém lướt thẳng, gót hình mình về trước. Nó sút liền trời, né. Né cái gì mà né. Bật vậy mà còn né nữa chứ, loạn. Vô, lại là bô thồ. Thấy bô thồ mình ứng quá. Cái trái đó là cái trái hiện tại là đang khốn nạn nhất lúc rút đó. Trời, vậy mình một chiêu luôn kìa. Ơi, vậy mà bị một chiêu, trớt hết luôn. Qua đây cũng chút trời. Chạy được gì, ta làm bộ, ta tiểu lý vì bô thồ. Opening thôi. Lướt theo. Nè, hết chạy nè. Chụp đầu lên trôi. Dép không được nha. Mình chơi xong rồi mình dép của cái cây Midnight không được. Khó trúng lắm. Cũng chết thôi. Đang thức tỉnh mà. Chạy đừng mua nào. Vô đây. Lãng gì mà lãng. Lãng gì vậy? Ủa gì vậy? Đâu, đang đánh lộn mà chát chết nữa chứ. Chát chết liền. Dứt liền chứ. Làm liền. Trước khi mà cho đối phương kịp cơ hội mà đẻ trứng mà quay lại phập mình thì mình phải tém liền. Rượt theo. Ba rượt một thì các bạn nghĩ bọn nó chạy kịp không? Là sao mà chạy được. 3-1 mà. Bên hải quân này sang bô ti cũng có lợi nữa các bạn ơi. Hải quân đâu có được. Nè, giờ ba rượt một nữa nè. Cái trò chơi này nó lại tiếp diễn. Thì để cho mấy bạn nó đánh cho đã đi trời. Mình cái dạng KS là nó nằm ở cái dạng FA rồi. Nên là vô tư FA nên mình KS mới giữ. Dạng có ghiêu á. Nè sức nè nó 13.887 liền. Nó có vờn được. Bắn cái gì mà bắn giờ mà đờn tăng nè. Tao chọi Midnight nè. Tiểu lý phi bô thồ nè. Nó tao ngước lại cái chụp đầu nè nó. Hết chạy phản đường nào nữa. Các bạn này có khen mình cũng thường thôi, 10.000 năm mới làm được cái. Tăng C2 hoài chán, qua C3 mới join vào đây. Trời, còn miếng máu không hốt liền. Trời ơi, nhảy vô chụp chứ, lụm 17.850. Còn ông nội này đứng yên hả?
đứng yên thì lụm luôn, vô tình lụm được bí kíp. Ôi ơi, mới vô hôm qua ăn được bounty lớn rồi đã. Còn ông nội kia hả, chọi điện chọi không trúng ta để ta bỏ chạy nè, bỏ chạy mình phải dí không. Nè còn miếng máu mà nhảy vô cái vậy lụm thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Có đâu đứng dưới nhìn ngó trời. Còn ông nội này đứng đây nhận nhiệm vụ hả. Thanh niên này là chết rồi. Tà gu, nhận nhiệm vụ mà ta đánh không quên bật tập người cá mà không bỏ chạy nha. Quyết chết không chạy. Đúng rồi, đánh chết mà còn chạy gì nữa. Nè 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 nè, chết nè. Nó chạy đâu rồi, ăn được hai mạng luôn kìa các bạn. Nó bị lỗi á, thường thường mình săn multi bị lỗi vậy nè. Đây, nhảy xuống bụp liền 11.576, thức tỉnh tộc lên luôn. Rồi ai nhảy vô đen rồng kia phà cái gì. Lại đây nè, nó con rồng này tao nghe nãy giờ rồi nè. Phà hả, phà nè, phà nè, nè. Chạy đi đâu trời ơi. Tao tiểu lý phi bô thồ mà 15.589 bô ti đưa đây, chứ chạy đâu nữa. Từ từ thôi các bạn ơi, mình đánh đông thì mình canh phải kiếm đồng đội của mình. Mình đang bên thể quân dễ kiếm đồng đội lắm. Đây nè, tao lướt tới luôn nè, đừng có đờn. Đờn cái gì mà đờn, tao bụp luôn nè. Sơn cái này, ui, chạy 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 hay lắm bạn ơi. Trói lại là để cho mình đá gót trên mình. Chạy hả, nè tặng cho cục điện nè. Nó tha hồ bãi trọ đi, lướt gót trên mình tới liền. Xong. Cổng nội kia định ra vớt ghét gì hay sao á, đứng trong nhìn. Nguy hiểm, nguy hiểm, giọt 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 giọt. Trời 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 trời, ui, tập thức tỉnh là mình thấy là mình thua xa ta rồi nha. 2-1 thấy gì vậy? Rồi đúng rồi, mình từng 3-1 thì bây giờ nghiệp quật tới nhanh quá. 2-1 chứ còn gì nữa. Giờ là mình kiếm thêm đồng đội nè, mình ra mình báo thù nè. Hút vô đi đồng đội, ta đứng đây ta chờ. Ta chờ ra bắt đầu ta gió chiêu sơ vô đầu liền nè. Bắt đầu ta bu ta đá điên, ta đá lông liền. Nè lú cái đầu ra đây. Nè 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 nè, nó chọi xuống cái nó, bu súp liền. Cảm ơn đồng đội nhiều. 2-1 cuối cùng cũng bị nghiệp quật lại, các bạn thấy chưa? Nghiệp quật nhanh lắm. Ai sao không ai ra đây chơi gì hết vậy? Ở đấy nè, trời ơi. Đội hai mạng luôn. Vô vòng rồi súp cái gì nữa, súp đây ta súp cho. Đá lên lết rồi chứ. Sao mình ăn mấy cái kèo hai mạng này dễ với người ta. Thấy còn miếng máu mình lao vào mình tém. Bắn 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 đằng kia kìa. Rồi mình có 3 đồng đội nha. 2 đồng đội chứ, tính mình nữa là 3 mới đúng đây nè. Cái tên này chết rồi nè. Nó bây giờ là mình phải hành ta một lát cái bắt đầu nghiệp quật nữa nè. Mà không sao, nghiệp tới đi tính. Gì gì đây, gì anh báo, làm gì anh làm cái ghê vậy, dữ vậy. Anh báo chạy được kìa. Trời ơi, anh báo chạy, cứ để cho anh báo chạy đi. Anh báo chạy được rồi, anh báo chạy heo nè, em tặng cho anh báo nè. Đó, tha hồ mà chạy, chạy thoát em tha. Trời ơi, không thoát hả, kỳ vậy. Còn ông thần này nó ta tha rồi, rồi đây đấm đấm gì nữa, đập đấm cái gì mà đấm. Nó thôi trong hách non liền mà đấm. Mình còn miếng máu, mình chạy thôi. Anh báo dí rồi, bị báo dược rồi. Anh báo nhớ cục này không anh báo. Em thấy anh nhớ lắm rồi đó. Rồi xong anh báo à. Anh báo kêu à, rồi anh nhớ rồi. Giờ ta anh mưu chi, lại là anh mưu chi này nữa hả. Tính ra ngoài biển định nhận nước mình dưới đây hay mà nè. Nó nhận nước nè, trời cũng gì vậy. Vậy còn bắn được chiêu Z nữa hả. Bắn Z nè. Bờ ở dưới vô tình giúp cho mình ra tay nè nè nè. Né gì nữa, né hết lạng chiêu đó mà lạng đi đâu nữa. Đây. Đây. Còn miếng máu, lướt quyền lưỡi hái, lướt lên luôn nè, chọi quả cầu nè, rồi hụt rồi nha. Trời ơi, sao mà bự vậy mà mình có thể chọi hụt được, nhưng mà không sao. Mình quẹt cho người ta chạy đâu mà biển, mình canh hướng hết rồi, chẳng qua nổ xíu. Ê, chạy hả? Đâu có chạy được, làm gì có. Quê nha, đá một cái, để mình coi tiếp làm gì là bộ thôi nè, giờ mình quýnh nè nó á. Quýnh bây gì mà. Chạy, giọng cho quả đó, chạy nè, giờ lướt vô bắt đầu mình sắc nè. Sắc như sắc củ tỏi, chặt củ hành, chặt gà, chặt vịt nè. Đó, chết đây, tới nơi đây nè. Bật tộc cái gì mà tộc cứu không nổi đâu. Trời, chim trĩ bay xuyên lục địa mình nè, mà thả rồng mình đền đáp lại nè, trời cũng bắn ngược lại không. Đền đáp cho mình những cái chiêu vĩ đại, trời cũng lướt lóc lên nữa kìa, trời cũng lướt ghê nè. Nè, chết. Hết cú, trời né được luôn. Cứ mà cứ kia sát sao dữ ta. Ghê á. Ghê nè, rồi nhắm chạy thoát không. Hết thoát.
thoát thoát đường nào nữa, thoát đóng băng gì nữa, đóng băng cơ hội không đến với chúng ta hai lần. Là đây chụp đầu được rồi, mình lướt lên để mình sặc liền nó. Ok, ngon lành. Còn ai nữa không? Sao không có ai hết vậy? Đờn ha, ghê ha. Vừa ít vừa dét, vừa ít vừa dét nè, mình vừa xê vừa ít nè, nè tặng cho chiêu dét nữa nè, hết dạy phản cho thêm dét nữa. Chuồn đi đâu nữa mà chuồn, đứng nhìn giữ người ta. Thằng út pháp sư Trung Hoa, pháp sư Trung Hoa có bao ti là mình cho qua qua cành lá hẹ luôn. Gây à, gây à, ơi 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 ơi, bậy à, bậy à, bậy à, thức tỉnh lên, thức tỉnh lên. Các bạn có tộc các bạn đánh là đừng có chấp ai hết á. Mình thử có tộc mình thức tỉnh đi, lát ta tỉnh ta chà mình cũng vậy à. Trời ơi, mình chọn cục điện xe bót nó bắn kìa, còn chạy đâu nữa, chạy tao cũng hút vô. Vậy mà cũng ra giải cứu may mắn được chứ. Này hồi nào mình lát mình cũng quém được hai đứa chứ không phải một đứa đâu. Nè nè, lướt đi nè nè nè, một tên chuẩn bị đi bán đậu bắp nè, đi bán hành phi nè. Nè chạy đi đâu? Hút nè, hút đó, mình nói à, mình me nào, mình quất được hai đứa thôi, nói mà. Chạy. Mình đang có tộc, không sợ. Trời ơi, cục điện. Trời ơi, bắn đã chưa kìa. Ê! Trời ơi, sao. Ơi nè, còn miếng máy xe bóp bắn chết nè. Mình không làm gì luôn, để xe bóp bắn. Quyết mà. Trời ơi, nằm trong sự tính toán của mình hết rồi, mình để cho đúng băng lên mình dụ khỉ thôi. Tính đâu bạn đó tiêu diệt được mình là bị khỉ dụ lại á. Giờ mình lại đây mình tém ông nội nè, trời còn miếng máu đâu ngon vậy. Sao ra thấy mấy cái kèo mà anh thơm phức hê. Là đây, lạng đi đâu nữa mà lạng. Lạng vô chiêu kiếm của mình chứ lạng đi đâu, còn băng nè là đây. Đờn. Nè, đời sinh viên của đời guitar đàn nga, chúng ta cùng hòa hát nè, tôi muốn điên đầu đi ngốc nè, muốn chạy không kịp nè, nó chạy đi. Ê, kia làm gì vậy? Ui, chỗ cục điện mình trước cái cây để kia lại hốt, và trụ vậy mà cũng đẩy mình ra được hay vậy. Chết, chiêu này rất là ảo luôn, mình chọn những phá ảo diệu lắm. Tới tổ này bày trò gì vậy? Auto lít hả? Gặp tổ né xa ra. Mình đến tổ cầm song kiếm càng chém càng tăng tốc độ quá, chạy lẹ lắm. Chứ tổ này bình thường, tổ này né xa ra được à, không có tốc độ thì làm gì ăn mình. Nữa càng tổ càng lao vô chém càng từ từ. Để mình xử tên kia xong đi. Đó, mình stun vô, đừng cho tổ ăn đó. Mình trước cái đi rồi bắt đầu mình chà tới tổ nè. Tổ này phải ấp xong kiếm có cái dòng ra ghe lên đi, càng chém càng tăng tốc độ mới được chứ, nhiêu đó là không đủ trình chơi với mình đâu. Hết rồi, được rồi các bạn ơi, giờ mình random cái là mình nghỉ nha. Đánh từ nãy cũng đủ rồi, trời đất cơ, trái đất bóng tối bao trùm luôn. Thôi được rồi, mình kết thúc video tại đây. Các bạn thấy combo như thế nào để lại bình luận bên dưới nha. Combo có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye.